Em thấy sợ ba không? Ba là kì. Bây giờ sao? Hello, chào các bạn, mình là Jenny đây. Không ổn. Và hôm nay mình sẽ thức tới sáng cùng với em mình. Chết rồi. Có thức được đến sáng hay không? Dạ. Hay, ok, vào thôi nào. Có ghét chị Jenny không? Hello. Hello. Ai thế? Evelyn. Hôm nay tụi mình sẽ thức tới sáng. Thế là gì không? Đã. Tối nay tụi mình sẽ không có ngủ và quẩy đêm. Don't sleep. Nghĩ sao? That's pretty good. Đồng ý không? Bắt đầu thôi ha. Thì bây giờ là 8 giờ tối. Và bình thường em ngủ lúc 10 giờ. Nên mình sẽ coi coi là em sẽ sống được tới mấy giờ. That's pretty good. 3 giờ sáng. Không biết nha. Trời ơi, làm gì thế? Tịch thu. Bye bye gà. Thì cho thức tới sáng, tối nay chị Jenny có một cái bất ngờ dành cho Evelyn. Ờ, đâu mất rồi. Trời ơi, đằng sau đứng. Hello. Mình đúng là một người chị tốt. Evelyn thấy gì đây không? Attempt. Tiếng Việt là gì? Cái lều. Cái lều. Chị Jenny đã đã đánh vật với cái lều để có cái lều. Chào chị cô em ạ. Nhảy vào đi. Khoái không? Yeah. Đóng lại nè. Ốp. Lòi ra được. Chị Jenny đã mua một cái gì đó quá là sến luôn. Cái gì vậy? Đây nha. Em tỉnh bơ luôn. Cái gì vậy? Có bóp được không? Ồ. Thì mình đã sắm cái này. What is that? Đáng là cái gì đi? Dẹp lép. Giật cái mình. Bay cả tóc luôn. Ừ, không gì mà. Cái này là một cái quà. Trời ơi. Bỏ chung hết đi. Không, cái này nguy hiểm quá. Nguy hiểm cho cái tay của Jenny quá. Thì cái này. Quà này. Cái này là tóc ấy. Không. Dinosaur, dinosaur, gì mới mua dinosaur cho dinosaur. Cái này gì vậy? Dinosaur tuổi chết. Con này con gì? Alien. Ngày hành tinh hả? Ocean. No. Đây là con. It's a shark. Còn cái mập mới đúng. I'm baby shark, baby shark. Definitely want this. Thank you to Jenny. Khoái không? Và giờ mình sẽ ráng di chuyển em từ đây qua đây. Chị đi mua bắt rồi. Chị Jenny tèo tèo. Let me get out. Mình không. Thank you chị Jenny. Ok, thank you 2 lần. Bỏ vào cái lều. Bây giờ mình sẽ ráng nhét cái người mình vào đó. Mình nghĩ mình sẽ vừa mà. Oh my god. Chị Jenny cũng vừa. Oh my god. Mình... Ok, mình bỏ cuộc rồi, nguy hiểm quá. Mình... Và mình đã dưới đất luôn rồi. Không ổn. Ốp, trời ơi, đi lấy gì nữa trời. Em đã chọn vài con và thấy nó vào cái lều một cách rất là mạnh bạo. Và ngồi nó chơi một mình như một con. Trời ơi, Laura bây giờ đã cắt lại. Rảnh không? Bây giờ chúng mình sẽ có một cái cuộc thi vẽ. Ai sẽ thắng? You. Trời ơi, sao chơi đó đã nghĩ là thua rồi. You lose. Jenny thua. Mình đã bị đánh lừa. Mình có một cái đồ ngẫu nhiên. Đồ ngẫu nhiên nói con rùa. Rùa là cái gì? Rùa là cái con turtle. Ok. 30 giây để vẽ. Đợi. Để đặt đồng hồ đó. Round 1. Go. Nhưng mình quên mới bắt đầu đồng hồ. Có gì đâu phải không? Lúc xíu rồi. Nhưng I have to finish. Không hết thì. Đây là con rùa của mình. Và đây là con rùa của Evelyn. Evelyn nghĩ ai thắng? Thắng là kia. I win. Me. Ok. Mình sẽ hỏi các bạn trên Instagram và coi coi các bạn bình chọn ai. Và con rùa của mình. Round 2. Con trâu. Trâu. Khoan. Ok. 3, 2, 1. Bắt đầu. Con trâu nha. 1. Con trâu. Đây là cái của mình. Và đây là cái của Evelyn. Evelyn, đây là con trâu hay là con voi vậy? Con trâu. Ok, các bạn sẽ bình chọn. Và các bạn nói cái em của mình nó trẻ trâu hơn chị. Và Evelyn thắng. Nè. Round 3.
3. Con này chị J thích nhất nè. Con gà. 1. Bắt đầu. Đây là con gà của mình. Đây là con gà của Evelyn. Evelyn nghĩ ai sẽ thắng? Thắng là kì. Thắng là win. Hình như hồi nãy em giải thích rồi. Nói rồi, hồi nãy nói rồi. Các bạn mình chọn. Và gà của mình sến hơn. Nhưng mình thấy cái của em quá là sến luôn. Don't make the best design lose, okay? Hoàn toàn ý kiến của Evelyn. Thì tụi mình sẽ sửa cái của nhau. Evelyn muốn sửa cái nào của chị Jenny? This. Evelyn sẽ sửa con gà của mình. Mình sẽ sửa con này của Evelyn nha. Trời, cái bút để đâu mất rồi. Okay, I draw some marker on you. Thank you. Hả? Đó, xong phim cái quần. Sorry. Không sao hết. Cái này rửa rồi đâu? Không. Ủa, cái bút đâu mất rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Mình không biết mình đang vẽ gì nè. Thôi từ từ thì cũng rạn ra thôi. Đây là cái của mình và đây là cái của Evelyn. Yeah. Okay, Evelyn vẽ cái gì? This is a house and this is some decorating stuff. And these are nói tiếng Việt đi. I don't know it. Okay, goodbye. Cái của Evelyn thật ra nó là hướng này. Nhưng mình đã lật nó qua. Mình đã vẽ một con đi catwalk cầm túi Chanel. Quá là sang chảnh. Cái đó là Evelyn trong tương lai. Bây giờ đã thấy chảnh rồi nha. Quá là chảnh. Quá là chảnh là Evelyn á. No it's not. Làm gì nữa đây? Ok Evelyn B, chị Jenny ngủ đây nha. Chị Jenny ngủ rồi nha. No. Chị Jenny chết rồi. No you're not. Chị Jenny chết rồi. Kéo chị Jenny dậy đi, chị Jenny chết rồi. Jenny đang lết ra nè. Muốn đi đâu thế? Bye. Đi trong bóng đêm đã biến đi. Bye bye. Mình đã nhìn thấy một cái gì đó rất là nhỏ đã quay lại. Hả? Trying to make gingerbread. Gingerbread là cái mô cái tê gì? Cái này hả? Cái làm dưới đây đi. No. Làm ở trên lầu nó nhỉ tùm lum á. Let's go down here. That's really bad. Nó nguy hiểm. Nó nguy hiểm hả? Nguy hiểm như thế nào? Bị sao? Tại sao nguy hiểm? Here's the gingerbread. Đổi vấn đề. Are you strong? Không có strong chút nào. Chị Jenny như là một cái cây đũa vậy. Ok, thì năm trước tụi mình đã làm gingerbread house, nhớ không Evelyn? Yeah. Nên năm nay tụi mình... Sorry. Bless you. Năm nay tụi mình làm gingerbread man. Gingerbread girl. Có biết bảo đó không trời? I'm not sure about this. I think I'm a chopstick like Jenny. Don't get me this. Còn chị giúp không? I'm fine. Đúng 3 giây sau. I need help. Thấy không? Biết ngay mà. Nó to đùng quá. To đùng khủng chán luôn á. Trời đất ơi mặt em. So I make it by myself and you make it by yourself. Ăn hết không? Dạ. Hết luôn hả? Cái này to bằng nửa cái thân luôn. Ok. Bây giờ tụi mình sẽ vừa trang trí và vừa trả lời câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là Evelyn bao nhiêu tuổi rồi dạy Jenny? 4.5 years old. Sắp 5 tuổi rồi. Nhưng yeah, 4 tuổi. Cuộc sống 4 tuổi. Em biết sao anh chị Jenny rất là muốn quay lại cuộc sống 4 tuổi. Why? Nó vui dữ luôn á. Chị Jenny, can you help me? Giúp cái gì? It's so ugly. Xấu hả? Xấu thì nhét kẹo lên. Evelyn thích ăn món gì nhất vậy? Candy. Cái này kẹo hả? Có sợ bị tiểu đường không? Nope. Tiểu đường Evelyn biết là gì không? Cavity. Không, tiểu đường là diabetes. Có diabetes. Không có thích ăn bơ hả? Có so yucky. Yucky á? Evelyn yucky với con. Lắc ngoài không ra. Come on. Hột đục. Ok, câu hỏi này thì là Evelyn muốn về Việt Nam chơi không? Dạ. Evelyn biết Việt Nam ở đâu không? Ở China hả? No, Việt Nam ở Việt Nam. Vậy mà cũng nói nữa. Hả? Lộn chiều rồi má. Hèn chi nó không có xịt ra ha. Có gì đâu mà cười. Các bạn ơi, làm cái này nó vui thiệt á. Ok, Evelyn thích con vật gì nhất? Pig. Con heo hả? Yeah. Tại sao? Because it say like this.
nó cứ còn nó cứ nói no không hả? Con không biết. Có chừng đó tình hình. Ok Evelyn, câu hỏi này hơi bị mạnh bạo, nhưng Evelyn có ghét chị Jenny không? Hả? Evelyn có ghét chị Jenny không? 2 giây suy nghĩ. Ồ, con thích chị Jenny mà. You give me what I like. Thích chị Jenny vì chị Jenny chiều à? Yeah. Vì chị Jenny chiều Evelyn quá mà. Chị quá là tốt mà. Oh wow, look at those. Làm gì rồi? Evelyn ơi. Yeah. Evelyn đã làm gì rồi? I make a mess and I tried to do my best and I couldn't. Trời ơi. Dọn hơi bị ghê gớm á. Evelyn dọn hả? Yeah, dọn. Làm gì vậy? Lại ăn nữa hả? Just kidding. Nhìn gì trong miệng ra? Cái gì trong miệng kia? Cái gì trong miệng kia? Đang bị lên đường nữa. Cái này xảy ra kiểu như là mỗi lần làm mấy cái này luôn á. Bị lên đường, lên tăng xong lên đường. Và đây là thành phẩm của tụi mình. Cái của mình thì là cái gì? Belly button. Con lột xuống rồi. Đây là con của mình. Gingerbread mặc bikini, cầm chuối và bơ, mang dép, hở rốn, đeo bắt kiến, bị hói. Chuối bơ là cái gì? Đây là quả chuối và đeo quả bơ. Đối Evelyn, đây là ai? Nhìn giống chị Jenny không? Hai chúng mình giống nhau không? Yeah, it is. Thank you. Của con, nó. Đây là thành phẩm của Evelyn nè. Đây là cái gì? A man wearing. Nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt. Không nói biết đâu. Nói tiếng Việt. Gingerbread có quả bơ, có 2 quả bơ, and có cái nơ. That's all. Wow, oh, chết rồi. Trời đất ơi. Dễ quá. Chị Jenny, can I eat it now? Ăn đi. Jenny, Jenny. Ngon hả? This is the best cookie ever. My whole entire life. Bây giờ mình sẽ ăn cái chân của nó. Cũng ngon. Nó có vị bánh gừng. Nó rất là ngọt nhưng nó cũng ngon. Ok. Hồi nãy mới ăn cái đống gà tây và bánh thì cũng khá là ngon. Trời ăn quá trời đúng không Evelyn? Hả? Ăn chọc đầu của người ta luôn. Lau miệng đi. Quay bên kia. Trời đất. Mình có phải là một người có trách nhiệm không? Mình không biết. Nhưng em đang ăn quá trời luôn rồi. Ăn nhiều quá ói đấy em. What? Ăn nhiều quá. Nó. Yeah, chị Jenny bị rồi. Trời ơi, gớm quá. Ok các bạn, mình ra một thông báo. Đấy là Evelyn đã chính thức lên đường. Mình không có thể dừng được. Em đã lên đường. Chia buồn, em đã lên đường. Đừng ăn nữa. Bỏ chỗ khác nha. Bây giờ dọn. Cầm chưa? Rửa tay kỹ một cách bất thường luôn các bạn. Đi nha. 3, 2, 1, look. Ok. Lau tay. Các bạn ơi, mình giống như là mình đang tập tại. Ok, xuống. Bỏ cái khăn lại. Chị cho đi không có hay bên. Lau cũng chả bất thường. Nhanh. Ok. Nhìn thấy chưa? Ở đây như đất này nha. Bây giờ làm sao mình dọn cái này đây? Trời ơi. Em ơi dọn đi. I don't know how to do it. Và mình phải chấp nhận là em biết quậy nhưng không biết dọn đâu nữa đó. Và đó mình đã dọn như một con điên. Quá là khổ sở. Mấy cái này mới khổ sở nè. Anh là nguyên nhân, nạn nhân. Ô lộ. Tội phạm. Mình vừa dọn thì em vừa hát. Không một chút nào. Ok, bây giờ đến lượt Evelyn. Hả? Cầm. Và em cầm chứ nó không di chuyển đâu hết. Ok, bây giờ bắt đầu di chuyển nè.
ổn không? Có vẻ như không ổn. Tiếp tục công việc. Evelyn đang vào tình trạng bị kẹt. Ồ, trời ơi. Cái cây nó còn cao hơn em. Ok, mình nghĩ là hình như nó sạch rồi. Bây giờ cái này sẽ cất vào đây. Nó to quá. Ok, như vậy mới ổn. Yeah. Vậy Evelyn muốn gì? I want to play Baby Shark song. Thank you. Oh, sao? Evelyn? Yeah. Oh, đèn từ đâu ra? Oh. Ủa ma tắt à? Nó thuê nó đổi. Oh. Thế đấy. Không thuê cái điện. Nó ủi lắm. Ủa gì? Vì tôi sợ ma chứ sao? Không thuê. Nó không có được sợ nữa. Ok. Nó ủi lắm. Ủa không hiểu ủi cái gì nhưng nó ủi. Chơi gì vậy? Baby Shark. Xích ra cho tôi đánh. Cũng đúng. Diễn bài này hay lắm nè. Ready? Oh wait. Em biết làm không? Không được ra tiếng động. Lỗ tai của mình. Đây là dân đàn piano chuyên nghiệp đấy các bạn. Đầu tiên là chắc chắn những cái năng khiếu nè. Chị sẽ kiếm cái gì chứ? Chị làm cái gì? Tôi nè. Có vẻ cái gì là hơi sai sai. Về. Happy holiday. Ok, ước nghiệp tem đẹp rồi. Ok, đó nói kia. Evelyn đã xách theo cái này cho chị Jenny nè. Và con cá mập thì Evelyn nè. Có biết đóng lại không trời? Cần giúp không? Dạ. Mình chưa vào được không? Oh, mình chưa vào được. Đây thì là con unicorn. Unicorn. Bây giờ sao? Chat. Nói chuyện về gì? Cái khủng long. Ok, nói chuyện về cái khủng long. Chúng mình đang làm gì cuộc đời vậy? Evelyn. Chắc em cũng không biết. Do you have a cavity? Không. Cũng khá là trễ rồi đây. Qua giờ đi ngủ rồi đấy. Đang yêu cuộc sống rồi Evelyn. Evelyn có đang sang khoái cuộc đời không? Sang khoái cuộc đời cái gì? Là enjoy life. Yeah. Hello chicken, do you want to play with me? Hey. Thôi chuyện này nó xảy ra rồi. Chicken. Can you turn it on? Chị xảy ra. Just turn it on. No. Chị đi không không có hề đụng luôn á, không có hề đụng luôn. No, you just kidding. You are lying. Turn on. Okay, good. So leave it on like that, okay? No. Okay, no. Khóc rồi mệt lắm luôn. Evelyn có sợ ma không? Ma là gì? Ma không? Ma là gì? Ma là mẹ. Evelyn có sợ mẹ ma không? Con thích mama. Mặt cưới. The frown face. Mặt buồn. Angry face. Giống gì hả? Là mặt chị Jenny đi. No, Jenny muốn run nữa không? Không lười quá. Hả, làm gì? Sảy chuồng nè. Bye bye. Đang nằm lãng mạn mà. Giờ xách đồ chơi ra chơi. Jenny muốn chơi con không? Chị Jenny không muốn chơi với con. Chị Jenny già quá, Evelyn. Ok. Em lên tèo chưa? Dạ. Như vậy chắc là chưa. Hello. Đã chính thức tèo. Bye bye. Thì tiết mục thức tới sáng với Evelyn đã fail. Chưa tới sáng mà em đã tèo rồi. Nè, cái đó. Bé 4 tuổi không có thể có khả năng thức tới sáng giống mình được. Ok, bye bye.